Mike Tyson là một trong những tay đấm đáng sợ nhất trên võ đài và là người sở hữu cú đấm mạnh nhất trong lịch sử quyền Anh hạng nặng. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi những pha knockout đáng xem nhất của huyền thoại 53 tuổi là một loạt những màn trình diễn đầy bạo lực nhưng có sức hấp dẫn không nói nên lời. Ngay bây giờ, hãy cùng võthuật.vn điểm qua top 5 pha knockout khủng khiếp nhất trong sự nghiệp của Mike Tyson. Số 5. Mike Tyson với Cat Williams năm 1989. Có thể bạn đã thấy video này trước đây, đó là đoạn clip mà một người phụ nữ đã la hét lớn từ phía sau khi William cố đứng lên sau cú đấm của Mike Tyson. Võ sĩ thép đã né đòn rồi tung một trong những cú đấm tay trái kinh hoàng nhất mà bạn có thể từng chứng kiến. Đây là một chiến thắng TKO còn gây tranh luận vì dường như William đã hồi phục nhưng trọng tài bỏ qua điều này. Dù sao thì sau cú móc trái cực mạnh của Mike Tyson, trận đấu cũng không còn mang nhiều ý nghĩa nữa. Số 4. Mike Tyson với Francois Botha năm 1999. Trở lại sau khi bị cấm thi đấu vì cắn vào tai của Evander Holyfield hai lần vào năm 1997, Mike Tyson đối đầu với nhà vô địch Francois Botha. Dù rời xa võ đài một thời gian dài, nhưng võ sĩ người Mỹ vẫn tự tin tuyên bố: "Tôi sẽ đối mặt với anh ta, khiến anh ta gục ngã và không thể sống sót." Và sự thật diễn ra đúng như lời Mike Tyson đã tuyên bố khi anh tung ra một cú đấm trực diện bằng tay phải cực mạnh, khiến bạch ngưu Botha nằm sang. Đến khi trọng tài tuyên bố chiến thắng thì võ sĩ người Nam Phi vẫn chưa thể đứng lên được. Số 3. Mike Tyson với Larry Holmes năm 1988. Trước trận đấu, nhạc cụ vô địch Holmes tuyên bố Tyson là một võ sĩ đáng khinh, thiếu đẳng cấp và anh sẽ hạ gục đối thủ. Tuy vậy, trên sàn đấu, Mike Tyson đã khiến Holmes hai lần ngã đài trước khi dồn ép đối thủ đồng hương, rồi tung ra cú đấm vòng tay phải khiến tay đấm 38 tuổi gục ngã. Số 2. Mike Tyson với Trevor Burbick năm 1986. Cuộc chạm trán này được gọi là ngày phán quyết khi tân vương WBC Burbick bảo vệ danh hiệu lần đầu trước võ sĩ trẻ Mike Tyson. Trong trận đấu, ngay từ hiệp 1, võ sĩ thép đã áp đảo với những cú đấm cực mạnh. Hiệp 2 diễn ra tương tự khi Tyson một lần làm đối thủ ngã đài nhưng Burbick lập tức đứng lên được. Tuy vậy, một loạt đòn sau đó mà kết thúc là cú móc trái hiểm hóc đã khiến nhà vô địch 32 tuổi choáng váng. Nhiều lần đứng lên rồi gục ngã và trận đấu kết thúc. Số 1. Mike Tyson và Michael Binns năm 1988. Đây là cuộc đối đầu của hai nhà vô địch đang bất bại. Một người nắm giữ 3 danh hiệu lớn và người kia là nhà vô địch trực hệ. Tuy vậy thì chỉ sau 91 giây, Mike Tyson đã khiến đối thủ khuỵu gối với cú móc cực mạnh vào sườn. Binns đứng lên nhưng ngay lập tức lãnh trọn hai cú đấm liên hoàn của Tyson và gục ngã. Trận đấu khép lại với một chiến thắng nữa dành cho huyền thoại người Mỹ.